Tiến nha, bây giờ chú quay nhìn là bây giờ bác đây làm, đang ở số lùi bác này. Làm lại đi, bác quay làm lại ngay từ đầu đấy, được rồi. Đây để anh vào số đi, xong rồi nha. Bây giờ đang ở số số MP thì nó không động gì nhé, xe rất êm nhé. Nhưng vào số lùi này đấy, vào số lùi này cả xe nó rung nó giật này. Đây để em đặt máy lên đây để cho nó cảm nhận được cái độ rung của nó. Nhưng mà nó lại tối đen thui, nó không nhìn thấy gì. Nhìn ở đằng sau họ nhìn thấy. Đấy. Hai là chú quay vào trong cái đồng hồ đây, đồng hồ thì nó ở cái vạch là trên 500. Nhìn đấy, cái mức ở cái tốc độ vòng quay là trên 500 thôi, 600 gì đấy. Đấy. Thế còn nó vào đồng hồ đo nhiệt độ dầu hay độ nước làm gì, có cái đồng hồ nhiệt độ dầu nước nào. Vâng. Đấy, mức độ nó giật là giật như thế, kể cả trong quá trình lùi. Trong quá trình lùi, khi mà lùi thì hành tiến lùi nó cũng giật như này. Đấy, nó có tiếng gõ đấy. Đúng rồi. Gõ nó kêu nghe rõ tiếng kêu. Đấy, bây giờ vào số tiến nhá, vào số tiến thì nó cũng giật này. Đấy, đang nổ máy mà bây giờ vào số mo thì không vấn đề, vào số tiến nó cũng giật này. Đúng rồi, nó giật. Bây giờ trong quá trình mình hành tiến nhá, hành tiến này. Hành tiến nó cũng vẫn giật đấy. Đúng rồi, đấy. Đấy, nó giật rung hết cả xe lên. Rung hết cả xe thật. Nhất tay em muốn rung. Đấy, nó không phải là không có. Vâng, vâng. Thế bây giờ mình ra mình kiểm tra, mở nắp capo kiểm tra. Người ta yêu cầu mở nắp capo thì mình ra quay nắp capo. Quay cái biển số để cho nó nhìn. Nó vẫn bị cái hiện tượng như hôm nọ ấy. Được, anh đã bảo nước để mang xuống hang đéo hoang để ra đền phải đéo ai làm ăn nhẹ nhàng đấy. Trời, máy anh này. Máy thì nước đấy. Mà máy của người ta kia chạy cái bộ phận này nó êm rét như nó không gây giật mạnh như này. Cái này đang kia thôi, bảo nó chỉnh lại được, khá được ngay. Thì cũng có thể là không biết là do sao, nhưng mà đây là cái phần thân máy nó rung, thân máy nó rung. Nhưng ngồi lên nó giật giật nó giật lắm. Máy này nó bị giật nước. Xe này không phải, xe này là bị thừa xăng. Đấy thì anh em mình là phán thế thôi, nhưng mà bây giờ đây máy này nó rung, nhưng mà các cái máy khác thì nó êm đét. Ông mua ở đâu ông về đấy? Mua đâu cái đấy bảo thừa xăng. Đi nó kiểu nó rừ một lúc bắt đầu nó mới tích. Thừa xăng mà tôi thấy đi sợ lắm, giật nhớ phải không? Nhớ phải thừa xăng rồi. Quay, không phải thừa xăng. Ông họ Lâm đi tô ngồi trên nhá, chỉ phải mà số giật. Vào số mọi người đi đều cảm nhận là nó. Thế rồi nhá, em tạm thời thế nhá. Bây giờ chú quay cái biển số chưa? Biển rồi, đầy đủ hết rồi. Một hai lần cho nét vào. Rồi.